vâng, thưa quý vị thân mến, trên sân khấu lúc này là sự hiện diện thật là vui mừng phấn khởi của ông Hà Văn Hoan và Tổng Thị Vua. Một lần nữa xin được trân trọng quý chào ra mắt tới toàn thể quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, như thành ngữ Việt Nam ta đã có câu, an cư thì mới lạc nghiệp và phát triển thiên hạ. Một tràng pháo tay lớn cho quý vị ơi. Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, sự hiện diện chung vui của toàn thể quý vị trong hôn trường hạnh phúc trưa nay cũng với mục đích chính là để uống mừng phải không ạ? Minh Sương xin phép được bắt một tàu hạnh phúc từ gia đình tới toàn thể quý vị quan khách. Mỗi người hãy chuẩn bị một ly rượu thật đầy để vụ hòa chung trong không khí tân mừng và hân hoan cùng lại gia đình. Vâng, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng rót ly rượu của mình, lại chén của mình đi ạ. Vui của toàn thể quý vị chính là niềm vui lớn nhất trong gia đình. Thưa quý vị, gia đình là tế bào của xã hội. Một xã hội vững mạnh cũng có sự đóng góp của những gia đình là thành viên. Được sự chung sức của đại gia đình, ông bà Hà Văn Hoan và Tổng Thị Vua đã xây dựng được một ngôi nhà mới khang trang. Và ngày hôm nay được sự hiện diện chung vui của toàn thể quý vị chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất trong gia đình. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, hôm nay là ngày khách đến nọ trong lễ gia đình lúc khỏi ngoài ta sẽ được dẹp dẹp nhau trong lễ tổ chức mới mãi mới mãi trên sở mới chung cùng quân hàn bò mẹ và cả năn cả hát chút bất chút thời gian mang để mang nguồn mang coi gia đình cũng khỏi khỏi cửa có mi sang hình xưa các cửa xó chút hời có đủ làm hải non lúc ta những sao bàn tả năng mưa có phật cửa hào ăn chuyển sao có bàn bàn đây đấy hỏi ông bố nhá các bà gia đình cũng khỏi cảm ứng cũng phân lắm lại nó một tràng hoan hỷ thật lớn để chúc mừng cho gia chủ được không quý vị ơi. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Rót lại đi rượu của mình chưa ạ? Vâng, xin mời toàn thể quý vị hãy cùng nâng cao đi nữa. Vâng, xin mời gia đình hãy nâng cao đi nữa. Nào, sáu mươi ba mươi tin đồng hơn nữa, chén nào xuống cứ nữa. Nào, nương, song, sam, hào hán nữa, ao hành nữa, ba mươi tin đồng nữa. Vâng, xin chúc mừng cho bố mẹ đã xây dựng được một ngôi nhà mới khang trang. Xin được trân trọng và kính chúc cho gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xó chúc hà em bỏ nhai bón máu sớ bón đi nữa dệt thương nữa cả. Xó chúc hà em thương là phà mặn dệt kín phát tài mơ nà an hài như mi đi hà lại nữa hà em nữa hà hà nữa chứ hà hà nữa. Vâng, xin mời gia đình hãy trở lại cùng hân trường hạnh phúc đi từng bàn tiệc để làm những ly rượu tới toàn thể quý vị quan khách đã có mặt trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời